Một phiên tòa sơ thẩm khác nhận được sự quan tâm theo dõi của dư luận hai ngày qua liên quan đến vụ án sát hại nữ sinh giao gà dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 tại Điện Biên. Sáng nay 17 tháng 6, tại phòng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã quyết định giữ nguyên án sơ thẩm đã tuyên trước đó đối với các bị cáo, tức là giữ nguyên 6 án tử hình. Tại phiên tòa phúc thẩm vụ án sát hại nữ sinh giao gà, bị cáo Vì Văn Toán thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, tuy nhiên vẫn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Các bị cáo Lương Văn Hùng, Lương Văn Lã, Phạm Văn Dũng, Cầm Văn Chương đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, khẳng định tòa án cấp sơ thẩm xử phạt đối với các bị cáo là đúng người, đúng tội và không kháng cáo. Bùi Văn Công chỉ thừa nhận hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, phủ nhận phạm các tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, hiếp dâm và giết người. Vương Văn Hùng chỉ thừa nhận hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, phủ nhận hành vi giết người, hiếp dâm. Bị cáo Bùi Thị Kim Thu phủ nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử bác toàn bộ đơn kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên quyết định bản án sơ thẩm ngày 29 tháng 12 năm 2019 của Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên. Tuyên án 6 trên 9 bị cáo chịu mức án tử hình, bao gồm Vì Văn Toán, Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng, Phạm Văn Nhiệm, Lương Văn Hùng, Lương Văn Lã. Bị cáo Cầm Văn Chương và Phạm Văn Dũng lần lượt chịu mức án là 9 và 10 năm tù về tội hiếp dâm. Bùi Thị Kim Thu chịu mức án 3 năm tù về tội không tố giác tội phạm. Thưa quý vị, hơn một năm đã trôi qua, câu chuyện về vụ án sát hại giả mang nữ sinh giao gà những ngày cận Tết vẫn còn ám ảnh bởi những tình tiết quá man rợ, mất hết tính người. Do đó, bản án mà tòa đã tuyên phạt là vô cùng thích đáng, thể hiện tính nghiêm minh của luật pháp. Kẻ ác đã phải đền tội, và bản án này cũng thêm một lần nữa thức tỉnh tầng lớp thanh niên hãy tránh xa ma túy, bởi ma túy chính là nguyên nhân sâu xa khiến cho các đối tượng ra tay sát hại nạn nhân.